Em thì em có hai mối tình. Một trai hơn gái. Không, chàng trai anh lộn gái anh. Trời. Như vậy là ngày hôm nay ông Mai bà mối rất là thuận lợi, cũng không cần phải nói gì nhiều bởi vì họ đã quá đồng cảm với nhau rồi. Coi như là mở màn lên một cái là coi như chớp sẹt sẹt lia lịa điện mà nó bay chết. Cảm ơn em đã làm cầu nối tặng em cái thẻ đến từ Nhật Bản JCB. Có không? Không, này để cặp tặng cặp thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch trước ngang. Mời bạn. Dạ em là Võ Văn Bình, đến từ Ninh Thuận. Có mở một cái dịch vụ nhỏ nhỏ làm vệ sinh công nghiệp. Vệ sinh công nghiệp là sao? Tức là công trình ta xây dựng xong, bên em sẽ vô vệ sinh và bàn giao cho chủ nhà hoặc là các chung cư rồi đó. À, tức là dọn vệ sinh cho tất cả các căn hộ mới làm xong đúng không? Dạ. Rồi, hiểu rồi. Ủa bạn nhiêu tuổi bạn? Dạ em năm nay 29 tuổi chị. Chào bạn nữ, rồi em giới thiệu đi. Em xin chào chị Cát Tường. Xin chào anh Huỳnh Linh. Chào bạn. Dạ. Em tên là Trịnh Thị Kim Hồng, 25 tuổi. Quê em ở Bình Phước. Hiện tại em làm việc ở Kumon Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai bên kia nghe luôn. Khuyết điểm nhiều lắm. Dạ. Em ăn chậm. Cứ ăn tô cơm là ăn bao lâu? Chắc gần tiếng. Trời đất ơi. Ăn cái cơm tiếng. Này ăn giống con tôi quý vị. Ủa nó có cần người đút không em? Dạ không. Em vừa ăn vừa ngâm vậy đó. Là sao? Ví dụ như em bỏ vào miệng em ngậm em không nhai hay sao? Dạ không, em nhai nhưng mà giống như nhai em vừa coi bạn muốn hẹn hò vậy đó. Em vừa coi vừa ăn Với lại em không biết cách bắt chuyện. Em ít nói nữa. Còn ưu điểm của em thì em nấu ăn cũng được. Nói chung là em biết quan tâm mọi người. Nấu ăn nhanh không? Nấu bữa cơm bao lâu? Nấu nhanh. Nấu nhanh chỉ có ăn lâu thôi. Vì ở nhà mình về rồi mình thoải mái thôi, chứ còn ra ngoài thì em vẫn ăn nhanh. Vậy cũng được, chưa đến nổi. Rồi còn ưu điểm gì nữa không em? Thôi nhiêu đó thì em ít. Nói ít thôi ha, để ta tự khám phá ưu điểm. Để bạn Nam nói đi. Bạn Nam, bạn có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em có thể học hỏi rất nhanh, làm được nhiều thứ lặt vặt. Làm lặt vặt là gì? Ví dụ như em có thể sửa điện thoại hay là sửa máy tính rồi đó anh. Nó đâu lặt vặt đó cũng lớn à. Dù không, em chỉ biết sửa tí tí thôi chứ em không biết sửa nhiều. Khuyết điểm? Khuyết điểm em thì nói nhiều thôi. Nói nhiều hả? Dạ. Bây giờ đâu thấy nói nhiều đâu. Chắc có thể lạ đấy anh. Nói nhỏ nữa. Nói này yếu điệu nè, có ai nói em nói yếu điệu không? Đám bạn nói em là BD không à? BD phải không? Hoang mang vậy. Hoang mang cho nhà gái vậy. Cái đã, cái vụ này mệt à. Chắc có thể do lúc cái thời gian mà em còn sinh viên á. Là em lúc còn sau khi học năm nhất xong là em xuống Bến Thành em làm. Nó lớn lớn xíu em, cái chuyện này quan trọng. Thời gian là em xuống Bến Thành em làm là em mới có học hỏi cách bán hàng ở dưới á. Dần dần cái kiểu cách em bán hàng á, mời chào khách hàng đồ á. Nó giống... Giống gì? Nó hơi dẻo á. Nên giống 3D đúng không? Dạ đúng rồi. Nên ai cũng nói em như vậy. Nhưng mà bản thân em có thấy em vậy không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc, manly lắm. Có trải qua mối tình nào chưa? Yêu ai chưa? Hung hít gì chưa? Em thì em có hai mối tình. Một trai hơn gái? Không, chàng trai anh lộn gái anh. Trời. Lâu cài thử biết đâu giật mình nói thiệt làm sao? Trước là em với cô ấy ở chung giấy trọ. Ở chung luôn rồi? Không, tức là ở chung giấy trọ mà em ở trên, cô ấy ở dưới. Là mà lý phòng do trọ em ở trên, phòng trọ của nói rõ ràng với em ở trên, cổ dưới. Xong thì ra vô em chạm mặt khi em cua. Em cua mấy năm? Được hai mấy ba năm. Mà lý do sao chia tay? Tại em BD hả? Không chị, là do em thì muốn lập nghiệp ở Sài Gòn, cô ấy muốn lập nghiệp ở Nha Trang. Cô ấy nói cuộc sống Sài Gòn Bon Trang cô ấy sống không được. Khoan, để hỏi cô kia, bây giờ em muốn lập nghiệp ở đâu em? Dạ ở thành phố ạ. Rồi được, ổn. Bây giờ mình bớt cái tính gì đó 3D gì lại được không? Không phải bớt, bớt nó rung em mới gì á. Chứ bản chất không có đúng không? Trời ơi. Cái gì vậy trời? Hỏi bản chất không có cái. Em có tò mò không em? Ngoại hình. Hả? Có. Ngoại hình đôi khi ta hiểu lầm á. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều một chút. Nãy giờ em thấy anh nói nhiều nhưng mà chưa thấy nói nhiều nhé. Ở đây quá vui luôn. Điều gì em không thích? Không uống rượu, không hút thuốc.
uống rượu thì được. Có không em? Cả hai. Gì nữa không? Cả hai luôn hả? Trời ơi, đây cả hai luôn kìa. Cả hai là cả hai không có hay cả hai có? Uống và hút luôn chị. Thôi bỏ bớt đi. Dạ chị. Ủa tướng này cũng men lắm mà sao? Ủa, ngon đẹp trai. Bây giờ bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 1 năm. Sao làm gì mà quẹo tay quẹo chân hoài vậy? Rung cái gì? Đi đứng lên coi kiểm tra cái coi, đứng lên. Mày rung. Đứng qua đi kiểm tra chứ mà. Có thể tập thể dục thể thao gì không? Dạ không. Trời ơi. Rồi có khỏe không? Khỏe chị. Tưởng nó nói hông nữa chứ. Hết đất nổi không? Chắc không nổi đâu. Không nổi là không có vợ đâu á. Chắc không nổi đâu chị ơi. Thiệt luôn hả? Thiệt, em hết hôn tới 5 cái mà. 5 cái thôi là giờ không tới 5 cái. Thì bây giờ 5 cái ráng lên mới có vợ. Hết lên hụt cho anh hết 1 cái em 4 cái. Rồi làm luôn. Anh có 1 cái đúng không? Anh cái phụ em còn 4 cái rồi chơi. Trời đất ơi trời, 5 cái mà ông trả giá nữa trời. 1. Trời ơi trời. 5 luôn. 2. Trời ơi. 5 rồi. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Hít 3 cái mà nằm hết 2 cái. Ủa vậy rồi đi chơi bạn gái rồi cái gì đột xuất rồi bệnh người ta xỉu ngoài đường rồi làm sao em ẩm người ta đi nổi. Xe ôm taxi gì. Có ông xe ôm ẩm luôn. Không, em dìu lên chứ. Ngồi đi. Ờ, ngồi đi cưng. Để nói em nghe nè, ngồi để nó rung quá rồi. Để tay bình thường thôi. Bây giờ chị Cát Tường với Nguyên làm vậy cho em thoải mái thôi. Chứ không có gì đâu ha. Bây giờ thế này nè. Đàn ông mình phải mạnh mẽ lên xíu nữa. Về tập thể dục thể thao. Tốt cái sức khỏe. Bỏ thuốc đi. Bỏ rượu đi. Được không? Chứ hại sức khỏe lắm. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Cũng biết luôn. Ủa là sao em? Sao cũng được hết hả? Dạ đúng rồi. Hả? Ủa thiệt luôn hả? Ủa thiệt luôn mà. Đây dễ lắm. Rồi ngoại hình. Mấy 55 chưa lừa chị. Ế dữ lắm à. Mấy 28 mà 29 mà ế. Vậy sao thế nào cũng được. Mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn để mình đi chọn vợ chứ. Em thì chỉ cần cô ấy thích tham gia các hoạt động thiện nguyện giống như em thôi. À vậy thôi. Đó là có ưu điểm của mình. Ngoài ra còn những cái khác thì em không quan tâm. Vậy là tốt. Nghe rồi nghe chưa? Dạ nghe rồi chị. Sao không được hết á. Bây giờ dễ tính vậy. Đến qua anh coi coi đàn gái sao nha. Mạnh mẽ lên đó, cười rất tươi đẹp trai chứ bộ bên đây cũng ngon lành. Tình điều hình chung hơi... là hít đất 5 cái không nổi. Chào em. Chào anh. Anh đây anh đẹp trai dễ thương, điều có nhút nhát thôi. Nãy giờ anh với Cát Tường bơm cho mạnh mẽ lên thôi. Chứ anh dễ thương lắm. Em cũng nhút nhát lắm. Em thích người hoạt bát hơn. Có khả năng giao tiếp hơn em. Biết đâu anh gặp em anh nói nhiều thì sao? Dạ. Chứ anh thấy là cũng được lắm á. Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Không quan tâm, nghĩ tới cảm xúc của người đối phương á. Anh quan tâm đến thiện nguyện là chắc là cũng cái tâm cũng tốt ấy. Dạ. Cặp này đưa ra tiêu chuẩn dễ lắm. Cặp này dễ mà ha, dễ thương mà, cô gái cũng dễ thương, chàng trai cũng dễ thương, đều hơi nhút nhát chút xíu thôi. Đó, chỉ có chuyện là cái nội thất là hơi yếu đuối chút thì tùy em thôi. Còn bên ngoài là chị thấy ok hết trơn rồi đó. Thôi mình hỏi người thân rồi ý kiến sao nha. Em có đi với ai không? Em đi với em gái rồi hội chơi chung bạn ế với em á. Với hai chị đồng nghiệp. Dạ. Mười người á. Chào các bạn. Dạ em chào chị ạ. Em chào anh Huyền Linh ạ. Em chào anh ạ. Em thấy anh bên này thì cũng đẹp trai, cũng đô con. Nhưng mà anh là hơi nhát quá à. Anh phải là mạnh mẽ lên ạ. Chị em thích người là chín chắn, biết cầu tiến, biết lo lắng cho gia đình. Anh có thể làm được không ạ anh? Cầu tiến thì anh cầu tiến dữ lắm em ạ. Còn lo lắng gia đình mới quan trọng. Được không? Được chứ. Ví dụ như cầu tiến thì anh có thể nêu ra vài cái cầu tiến thế nào anh? Chỉ tiêu anh đưa ra là anh sẽ cố gắng mua được căn nhà ở Sài Gòn. Có thể là trên này thời gian thì ngắn ngủi thì em mong anh chị cho nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu để đi đến với nhau xa hơn ạ. Rồi bạn Nam, bạn đi với ai? Dạ em đi với em họ. Chào em họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả. Rồi, chào chị. Đây. Nói về anh Bình thì ổng vậy đó chứ ổng thật thà lắm. Thật thà chất phát. Ổng cũng cầu tiến dữ lắm. Mong chị cũng chấp nhận cho ổng để ổng bớt ế. Dù ổng yếu yếu đó là em thấy sao? Dạ cũng có chơi thể thao. Chơi môn gì? Dạ chơi đá banh. Có chạy bộ này kia. Có sao hít đất 5 cái mà ụp mặt đất không vậy? Không em chạy đá banh là chắc em chạy em... từ dưới gôn em dẫn banh lên gôn xong em đi bộ xuống gôn lại. Thôi bây giờ hai bạn gặp mặt nhau nha. Chuẩn bị kéo màn. Anh run lắm hả? Chắc vậy. em sợ là em lên đây em run lắm, em sợ em nói không được nữa kìa. Mà em thấy anh còn run hơn em. Anh có gì hỏi em không?
lớn lên Bình. Không có gì đâu. Trời ơi. Anh không hỏi sao anh hiểu được. Anh phải hỏi anh mới hiểu được chứ. Từ từ về hỏi sau em. Anh không tạo ấn tượng cho em, làm sao em nhấn nút được? Anh nghĩ nãy giờ anh đủ tạo ấn tượng lắm rồi đó. Anh hát hay không? Thôi kêu anh hát đừng, bỏ đi em. Sao có gì cũng không hết trơn rồi trời. Em hát dở lắm anh ơi, mà cũng chả thuộc bài nào đâu. Rồi nữa bạn gái rủ đi hát karaoke đi không? Dạ, đi mà không hát. Anh ít đi chơi lắm hả? Ừ, anh ít đi chơi lắm. Không, anh anh thẳng thắn anh nói trước. Chúng ta thế này nè em, chỉ cái người để thật thà đó, có sao tao nói vậy, người tốt chứ không phải xấu đâu ha. Vấn đề là nhát quá, bởi vì mới ế. Chính là nếu như mà em chinh phục được người này thì đúng anh, em nhát gái lắm. Ủa bây giờ chinh phục ngược lại luôn hả, bắt gái chinh phục con trai luôn hả? Biết đâu về dễ dãi lắm em. Có không, có dễ dãi không? Nói không liếc rồi dễ không? Không chị. Trời ơi, gì không chị? Quan điểm của anh á về nuôi dạy con cái là sao? Đừng nói không nha, cố gắng nói cho ra. Anh chưa tính. Ví dụ như anh chưa tính. Thôi con làm dễ dễ nó tính. Trời, câu đó là khó gì? Thôi câu nào dễ dễ em làm như kiếm như nào dễ thì em dễ thương, hỏi thử của em. Vậy anh thích con chó hay con mèo? Câu này mà không trả lời được dễ lắm rồi đó. Anh thích ra hai con. Một thôi anh. Để em coi thử coi có cùng sở thích giống em không á. Anh thích con chó hơn, nhưng mà động vật thì anh con nào anh cũng thích đó. Em không thích con mèo. Đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện về chó. Và từ động vật mình tiến lên bậc động vật bậc cao hơn chút đi. Nãy giờ nói thiệt, nãy nói là tiêu chuẩn sao cũng được, thì giờ mở màn lên gặp cô gái này là có ưng trong bụng không? Cảm xúc bây giờ cảm thấy như thế nào? Quá tương tượng ưng liền. Ưng ý à? Bây giờ nè, quan trọng là em làm gì để cô ấy tin tưởng và bấm nút vậy thôi. Em có thể nào cho anh cơ hội để tìm hiểu em được không? Nếu cô ấy cho cơ hội thì em sẽ làm gì? Anh cũng nói thiệt là nãy giờ quá nhút nhát, chứ không phải là hơi nhút nhát tí, nhưng mà thực sự là bên ngoài á, thứ nhất là nói nhiều nè, thứ hai dễ gần, thử cho cơ hội đi em sẽ thấy. Hôm nay em rất vui là được gặp anh. Trời ơi, hết thời gian. Nãy giờ mình nói qua nói lại cho hiểu nhau hơn, nhưng trong lòng của mọi người tôi biết hiện nay cũng đang rất là trăn trở, bấm hay không bấm. Biết đâu chúng ta có duyên thì sao? Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ây da. Em bỏ mất một cơ hội thật là đáng tiếc. Một cô gái rất là dễ thương. Dạ, em nghĩ là vậy. Đúng ra nếu anh là anh sẽ là người bấm. Tại sao anh không bấm? Em biết cô ấy không bấm à? Đúng anh. Mặc dù em thích cô ấy. Chưa biết. Thôi thế này, qua câu chuyện ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn nữa trong tình yêu, trong quan hệ giao tiếp bạn bè. Anh nghĩ rằng em cần nên có nhiều chia sẻ nữa. Các bạn đồng nghiệp, có thể là em họ. Bây giờ em ngồi em sẽ thấy được tất cả những gì đó. Em sẽ bổ sung và rút kinh nghiệm cho anh của mình hơn nhiều hơn. Có thể là ngày hôm nay chúng ta ở trên sân khấu này chúng ta chưa đồng cảm được với nhau, nhưng mà hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình ở đâu đó. Thật sự là mình rất tiếc. Tiếc lắm. Em cảm thấy rất là tiếc với cặp đôi này. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, giờ mình chia ra ha. Dạ. Mình không có đi đôi. Rồi, mỗi người đi một hướng. Mời bạn. Rồi, chào em. Tiếc quá. Như vậy là chúng ta vẫn còn một phần quà. Hôm nay thì hai bạn này đã không hẹn hò với nhau. Như vậy thì phần quà này sẽ dành cho quý vị khán giả nào may mắn và trả lời đúng hai câu hỏi của chương trình thì sẽ được nhận phần quà từ anh Minh. Và bây giờ câu hỏi của chương trình sẽ là câu hỏi thứ nhất. Bạn nữ ở cặp đôi thứ hai quê quán ở đâu? A. Bình Dương, B. Bình Phước và C. Bình Thuận. Và câu hỏi thứ hai là có bao nhiêu người trả lời đúng với câu số 1? Rồi, mong rằng chúng ta sẽ trả lời đúng câu hỏi các tường vừa mới nêu. Chúng ta nhận chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản GCB. Cảm ơn nhãn hàng son bất phục giảm dị ứng bớt viêm son đã đồng hành với chương trình. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng lovetv.vn.